đúng. Nè, nói thấy gì chưa? Thử thách con mà. Hồi nãy nó nằm. Ơi cả nhà ơi, lâu rồi Đạt chưa có đi bắt cua. Hôm nay Đạt sẽ đi bắt cua, nhưng mà cũng sắp sửa hết năm mới rồi, cũng tới sắp tới hết năm mới, hết năm cũ rồi tới năm mới. Chúc quý bà cô bác ăn xa luôn luôn mạnh khỏe và an lành trong cuộc sống nha, đón một cái Tết thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Lâu lắm rồi Đạt chưa đi bắt cua, hôm nay Đạt lạo lạo thử có cua không. Bây giờ không biết làm gì hơn, ngày sáng cũng lạnh lẽo. Mình cũng chuẩn bị bước sang năm mới, Đạt sẽ khám phá những cái tình hình mới để cải tiến được video hơn. Mong cả nhà luôn luôn ủng hộ Đạt nha. Bây giờ trước tiên là bước xuống đây, không biết có cái gì ở đây không nha. Chà, có bộ này khó ăn rồi nha, không thấy một dấu tích một con cua nào bối luôn. Chỗ này hổm đặt câu được mấy con rồi cả nhà, cái trong cống này nè. Rồi bây giờ cho hành trình bắt cua có gì, tôi quay cho nhà xem. Đi kiếm cua thôi. Đây nhà nãy giờ, bây giờ tới đây, thì trong cái hang này không biết là có cua hay là có ma khía nữa, nhưng mà là không thấy dấu cua gì hết trơn á, lội muốn chết luôn. Có đụng nha, nhưng mà không biết ba khí hay cua nha cả nhà. Ơi, chắc cua cả nhà. Hang này là hang bến. Hang bến của đại ca. Hang bến của đại ca Tùng. Ông nội ơi, ông nội. Ông nội với ông Chính có đang coi video con à, con kiếm được hang cua này nha. Ông nội với ông Chính giữ sức khỏe nha, mạnh khỏe. Để mốt con mà lỡ mà có thành công con về thăm ông nội. Nhưng mà con không biết chừng nào thành công nữa. Tại vì bắt cua như con rồi sao thành công nổi không nội? Ông nội nghe nói gì không? Con lo vợ con với lại em bé sang năm sau chuẩn bị chào đời nữa kìa. Lại thêm một gánh một phần trách nhiệm nữa rồi. Ít về thăm ông nội nha. Đấy đấy, thấy chưa? Nó thấy con cua con bắt chưa? Thấy chưa? Nó bò ra rồi đó. Ê ê ê ê ê. Con cua đầu tiên của con nè ông nội, cua này cua cá so. Ông nội. Ông Chính. Yeah. Này Đạt đi đã không 5 giây luôn nha. Cắn gì mà cắn, nhả ra đi cắn. Nó cứng quá. Con cua đầu tiên cả nhà ơi. Ở đằng đó ngay góc là con đã bắt được con cua rồi. Tự nhiên con đi lại tới đây có thấy một số dấu chân đi nữa nè, nhưng mà gặp cái hang đó nè, có cái đụng mà nữa nè, nhưng mà hang cua này chắc nghi không có quá. Cua này cùng rồi cả nhà, có người lộ trước rồi, người ta thọc trước rồi. Cua này cùng rồi nha. Nhớ cá thò lòi quá trời luôn nè. Để bữa nào Đặt quay lại đây Đặt cắm một câu cá lòi nướng ăn cho nhà xem nha. Cá lòi đây nhiều lắm, ăn hơi bị đỉnh luôn. Ừ.
nhìn là lại đây có một cái hang nữa nè. Đây có một cái, đây đây cá ống bọng này nè. Đây cả nhà, đây có cá ống bọng này nha, nhưng mà không có cua không nha. Im lặng. Cá ống bọng ngon quá mà có cua nha. Cái cây á chứ không phải là cái cua đụng nha. Thua luôn rồi. Bây giờ đi tiếp thôi. Cái hang vậy mà không có cua thì hang nào khó nữa. Cả nhà ơi, Đạt hết bắt trong cái vuông trống rồi. Giờ đi ra ngoài cái rừng lá. Thì vừa bước xuống thì gặp một hang cua nó mối. Con cua này tầm khoảng nửa kg nè cả nhà. Đây, nó bói hơi bị bự nha. Con cua này chưa có ai bắt được hết. Nhưng mà có nhiều người dèm pha nó rồi. Đặt nhìn dấu cẳng, dấu cẳng ta lộ là Đặt biết rồi. Và bây giờ Đặt cố gắng, thật sự là cố gắng để mà theo dõi con cua này. Để quay có thành quả con cua này nha. Cua này có bò chua ăn này cả nhà ơi. Con này chua ăn thiệt luôn á. Nhưng mà phải quyết tâm theo kinh nghiệm 20 năm bắt cua chưa chắc nữa. Ôi, có dấu bò luôn nè cả nhà ơi. Nè, dấu bấm nè. Nè, dấu bấm nè. Đó. Vô. Nó đang bò đi lên đi xuống vậy nè. Nó đang bò lên đây nè. Đang bò lên đây nè. Ồ, quá trời dấu bấm rồi. Đây, anh Tứng cũng là người bắt cua ở Cần Giờ nha. Anh Tứng bắt cua cũng biết. Nè, bấm nè. Đó. Bây giờ sẽ cố gắng kiếm con này. Hy vọng là đừng có ong nha. Có ong là nó quất một cái một. Nó mỏ như cái mỏ. Mỏ như mỏ chưa bắt giới hồi xưa luôn á. Cua bò vô đây nè. Ở đây là kẹt dừa nè. Ông nội ơi, con đang tìm dấu tích con cua nè ông nội. Với ông chính. Yeah. Đâu ta? Cua ơi. Ây da. Ây da. Ây da. Ôi trên này không có rồi cả nhà ơi. Để đặt kim rộng hơn xíu. Phát hiện ra một hang cũ nè. Nhưng mà không biết có nó ở không nha. Dầu xong. Tới công chuyện rồi. Ông nội ơi, con bắt được con cua này rồi. Con đang đào nó nè. Con cua này có nè. Có con cua này. Bảo đảm luôn. Phải không? Hay giống hay giống con ba khía vậy ta. Căng quá nha cả nhà. Lội đã đợi mới được giấu cua. Rồi xong rồi. Cua này có 100% luôn nha. Đúng rồi, 100% có luôn. Kìa, dấu nó nè. Đâu phải từ từ nha. Nè, dấu nó bấm nè, nó lết nè. Thấy chưa? Lết nè, nó lết từ nơi. Lan con luôn. Đó, cả nhà thấy gì chưa? Cả nhà thấy một cái lỗ bự chưa? Dấu nó thì bò dữ lắm. Đó, dấu nó bò láng con rồi thấy không? Còn cái hang trong là du kỵ. Đó, con bắt được con cua này ông nội ơi. Ông nội coi nha. Coi con có giỏi không không? Nhưng hột móc chúng ta nó chạy ra. Ủa, cái móc rồi. Đâu.
kỹ ta. Không tin là con cua này không có hở. Lấy mày quay về. Quay về đi của mình. Cua này đâu trời. Ôi, cua này không có rồi. Xin lỗi ngộ nha. Hang này nó bự vậy nè. Đó, vậy mà không có cua. Bây giờ con sẽ đi kiếm tiếp. Thế nào con vòng vòng đây à. Cua này nó đang thách thức. Con ngộ ơi. Cua này nó đang thách thức con ngộ ơi. Giờ không biết nó ở đâu. Đây con thấy giống nó bò quá trời luôn. Xuống đường này nè. Nè, từ trên đây nè. Bước xuống đây. Ơi. Ôi, thấy. Thấy rồi. Thấy rồi cả nhà ơi. Con thấy rồi nha ông nội. Ôi da. Trời ơi, sợ nằm. Trời ơi, cua. Ông nội ông chính à. Trời ơi, từ đây mình bước xuống là thấy nó luôn rồi. Mà cứ đi vòng vòng hoài luôn. À, đùng. Nè, con nội thấy gì chưa? Thử thách con mà. Hồi nãy nó nằm ở hang kia mà nó không có. Đó, giờ nó vừa nằm hang này nè. Đó, giờ nó bò rồi nè. Thấy chưa? Cua nằm ở trên trời vậy ta. Bò ở đâu hả? Hả? Mày bò đi đâu vậy? Con cua này nếu mà đạt không lầm á là đạt sẽ đè cái muôn nó là nó xịt nước ra nha. Còn mà nếu mà ai mà diễn á là con cua đè cái muôn nó không bị xịt nước. Bây giờ không biết đạt làm sao để chứng minh cho cả nhà xem con cua này đè xịt nước này. Nó nằm trong trống rồi. Đi qua bên kia. Mình sẽ cố gắng đè làm cho nó con cua này nó đè xịt nước ra. Kiếm con cua cực lắm cả nhà ơi. Nè, giống nó bò nè. Trời ơi, bò nhăm trên đây mưa. Vô đây là phải rồi, hay lắm. Bà độ mà vậy con ơi. Ông nội thấy chưa? Ông nội thấy con thành công chưa? Đi bên kia đi. Chưa có đè nha, chưa có đè, đi bên kia. Ờ, đúng rồi. Đi bên kia đi. À dạ, nó cắn. Ra đi ông cố ơi. Con sẽ bắt con cua này cho ông nội coi nè. Cua này xịt nước này cả nhà. Xịt nước. Sao không xịt nước? Ôi ơi, chết luôn rồi. Vậy là cả nhà là đàn nó dốc nữa rồi. Không, cua này là nè. Nó bối nè. Chưa. Bối dữ lắm.
Còn con này chắc cả nhà ơi. Có đã nha. Nè ăn nổi yên chín thấy chưa? Con này chói là phải nằm trong một dừa này nè. Đừng có gãy càng. À, con thứ hai nha. Đặt sữa lại đi rồi. Con đặt sữa lại xong rồi đi kiếm con khác cho nhà xem. Đây nè. Cua mối nữa nè. Con này có hàng cua gì nè. Quá bự luôn. Sâu dữ vậy. Con này đào uống quá. Không làm sao bắt. Có. Kỹ đá. Tôm cạn. Đây là con tôm cạn ta. Quỳnh có nè. Có tôm càng không cua nè. Cua nè. Ông nước có tôm càng. Ho dữ trời. Ấy da. Ấy da. Treo cái lỗ này khó khăn quá. Mò đây thử có con tôm càng không. Có hàng cua cả nhà ơi. Có được hàng cua. Thank you.
đụng rồi. Ông nội có bắt được con cua nữa ông nội ơi. Con cua này chắc nó có cắn á. Cắn móc rồi. Quá mũi. Nó nhà hai kìa, cục cục luôn. Cua này được chữ làm bến nha cả nhà. Cua này nó nằm trong hang cái hang nhỏ xíu à. Cua bự mà nằm trong hang nhỏ xíu không nội? Bắt hơi lâu nha ông nội. Ra rồi, đang dụ nó ra nè. Rồi, nhả rồi. Quá trận cua bự rồi. Cua này bự cỡ cua nãy luôn mọi ơi. À, tay con không đụng nó. Còn móc đụng nhưng mà thò tay không đụng nha. Con này bự. Ra trong nhỏ tôi coi coi. Trời ơi, thấy càng rồi. Ơi thấy cạn cua rồi. Ê, chưa. Nè ông nội bắt được cua nữa nè ông nội. Cua này cả cua nãy á. Nội hang giỏi không? Có một con à. Thank you.
Con thứ ba của con nè, bự á. Con mò có tôm càng, không ai nhà nó mò được hang cua. Có con cua bự á, con cua dấu bò á, người đặt cho luôn trong đám lá này. Hy vọng mà đừng có ong nha, ong gì cũng không sợ mà sợ không có tiền mua gạo thôi. Bây giờ phải luôn vô đúng không nội? Ủa cái móc nó kêu nhờ bố quên cái móc đâu rồi, quên cái cây kiếm đâu đó. Trời đi đánh giặc mà quên cái kiếm rồi chết. Đây là kiếm, kiếm à. Lội từ nãy giờ mấy tiếng hồ không có được con cua, quá trời mệt. Lại tới đây gặp cái cây đã thì ghê không, mình không có ong. Cây này mà có ong một cái rồi là có tiền, có tiền liền. Cây này đã quá trời đã luôn, cảnh đẹp gì mà cây gì có ong đu cái là hốt bạc nha cả nhà. Vậy mà không có uống nghe mà cậu cho con xin ổ ong chừng lít rưỡi 2 lít đi là con có tiền ăn tết luôn nha bà cậu. Con cầu mong bà cậu à. Cả nhà thấy ăn cua chưa? Ở ăn cua gì bự dữ vậy trời, mới có ở không á, có tay nào bắt rồi mà ui ơi ơi. Kỳ đó, có tay nào bắt rồi nha ơi. Ôi ơi em cua không nhận nghĩ chắc chưa rồi, chưa có người bắt đâu. Con nó sâu khiếp à, có người bắt à. Con cua có người bắt này cả nhà, quá bự thua nha nội ơi. Mới về nhà nội ơi, cả nhà Đạt mới về nhà và tổng thành quả là được. Đừng coi tao nói chuyện xíu ơi, cho mẹ ngủ
được 3 con cua với 2 con tôm càng. Let's go. 3 con cua này rất là chắc, bảo đảm luôn. Mua da cây. Con này ở dưới nước nè, bự chưa, chắc thừa luôn nha. Con này ở bò trên cạn, bò vòng kiếm đường binh. Đó, lại 2 con tôm càng. Cua này bắt đầu tiên. 2 con tôm càng như đây nè. Như đây là đủ 4 bao gạo rồi. Đâu mới về? Đi nước bẻo. Trời ơi. Ngon ta. Bữa nay là mấy mấy ông anh ông nãy cái anh nãy anh lại hỏi anh có gì không á, anh tính anh nào? Anh gì á? Đồ ngu. Đồ giết hai cái bẻo. Cha kìa. Cha có mấy thằng mới về. Ông miếng ơi, ăn cua không? Chả có cua được nhiều quá kìa bẻo. Hả? Mày nha, kêu mày như không à. Rồi, là xin kết thúc clip đây luôn cả nhà. Đi bán mấy con cua này kiếm tiền mua bao gạo ơi. Nhiêu con cua đây chắc được 38 không ta? Hơn ký cua 35. Nhiêu đây chắc hơn ký. Thôi lấy cẩn cho anh em. Anh em. Cho cẩn ký 2 quá. Em. Thôi. 2 ký 3 gì đâu. Mới chiên ệ cá mẹ ăn hết trơn rồi. Sao hả? Sao hả? Ủa sao tự nhiên mẹ con có mèo vậy? Cái giá cân đâu rồi? Mẹ mẹ, sao tự nhiên mẹ con có mèo? 350 một ký lô. Cua này thôi. Cua này hai con thôi. Để mẹ căng một cái sĩ số là chạy gì số không lắm. Con cua này nó nửa ký rồi. Rồi đủ cái bao gạo rồi. Ngoài hả? Trời ơi chết rồi. 350 một ký. Rồi con này 30.000 nha cả nhà. Một ký hai sao hay vậy? Đất đại cũng đúng đó hả? Rồi, 380.000 đủ bao gạo 308, bao gạo dẻo. Rồi, là xin kết thúc cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo. Rồi, ông nội coi clip, ông nội thấy con bắt cua giỏi không ông nội? Nhưng chính. Rồi, con xin chào tạm biệt ạ. À.